Và một điều nữa, tôi thường khuyên mọi người đầu tư vào vàng, bạc hay đất đai, những thứ vật chất có thể sở nắm được, bởi những thứ đó không chịu tác động của đối tác chủ thể. Một khi bạn mua nó, không ai sở hữu nó ngoài bạn. Khi bạn mua cổ phiếu của doanh nghiệp thì đối tác chủ thể đó là vị CEO của doanh nghiệp đó. Tôi không tin tưởng họ. Khi bạn đầu tư vào tiền và Bitcoin thì đối tác chủ thể đó là ngân hàng, đó là một nhóm người của mạng lưới. Tôi không thể giao tiền của mình cho bất cứ ai cả. Tôi sẽ không đầu tư vào doanh nghiệp nếu đó không phải doanh nghiệp của tôi. Bởi vậy, trong suốt quá trình hình thành loài người, con người luôn coi vàng bạc hay đất đai kim cương đó là đơn vị tiền tệ của Chúa. Vậy bạn đặt niềm tin vào điều gì?